Hôm nay thu hoạch được lời quá, càng ngày ta càng khâm phục tài năng săn bắn của mình. Nay lại có một bữa ăn thịnh soạn cho con trai của ta rồi. Sơn hào hải vị kiểu này có thua kém gì bữa cơm hoàng gia đâu chứ. Săn được cả một con hươu lớn thế này cũng không phải đơn giản. Da của hươu sao phải thuộc loại quý hiếm, mình phải dòi lão nhân trả gấp bội mới được. Mình ơi, nhìn xem nay ta săn được gì này. Một con hươu sao nha. Mình mài lại dao cho sắc đi, rồi chuẩn bị xử nó cho tôi. Nấu cho cha con một bữa thịt rượu thật ngon. Còn tấm da nhớ lột cho đẹp, để tí nữa tôi mang sang cho lão nhân. Mình để đó đi, lát em sẽ làm. À, cha về rồi ạ? Nay cha săn được gì không ạ? À? Con mong cha nãy giờ đó. Có chứ, con trai yêu của ta. Nay cha săn được hẳn một con hươu to nha. Con yên tâm, sẽ được ăn thịt cả tuần liền. Con có thích không? Ê, con thích lắm. Con nghĩ chắc con là đứa trẻ hạnh phúc nhất cha ạ. Các bạn của con đâu phải ai cũng ăn được thịt loại thịt đến thế cơ chứ. Ngày nào cũng chỉ có ngô, khoai, sắn thôi à. Chán chết. Con trai yêu quý của cha lúc nào cũng là nhất. Chỉ cần con siêng năng học giỏi, sư tử cha cũng bắt về cho con. Thích quá đi. Con cảm ơn cha. Mình cứ mãi như vậy không hay đâu. Các cụ vẫn chả khuyên con người không nên sát sinh là gì. Mỗi ngày đều giết bao nhiêu động vật như thế, mình không sợ quả báo sao? Em bảo này, hay mình đi kiếm một cái nghề gì đàng hoàng, hoặc chăm bón mấy thửa ruộng với em. Có thể không giàu có nhưng ổn định, chứ không sống trong cảm giác tội lỗi vì sát sinh như thế này. Mình thôi đi, tôi đã chán nghe mấy cái thứ triết lý dớ dẫn đây rồi. Mình đã không sát sinh thì đừng có ăn thịt, ăn cá, ăn gà. Tất cả là sát sinh cả đấy. Mình đó là các con vật nuôi lấy thịt nó khác. Còn đây là vật nuôi hay súc vật đều thế cả, đều là sát sinh. Con ra ngoài chơi với các bạn, cha có chuyện muốn trao đổi với mẹ. Rồi lát cha gọi thì về ăn thịt hươu nha. Dạ, vâng cha. Mình ngồi xuống đây. Hôm nay tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với mình. Để từ nay trở đi, đừng khiến tôi nổi khùng vì mấy cái lời lẽ lảm nhảm điên của mình nữa. Sao có mỗi chuyện này mà mình nói hoài không biết chán hả? Thế nào là nghề không đàng hoàng? Tôi hàng ngày vất vả từ sáng đến tối muộn, săn bắn hiểm nguy, mang đồ ăn và tiền về cho cả gia đình. Mình còn muốn như thế nào nữa thì mới vừa lòng? Tôi thấy cái nghề này chả có vấn đề gì cả. Từ ngày nghe theo tin buôn họ Nhân bỏ cái nghề nông đi, chuyển sang kinh doanh gia thú với hắn, chẳng phải gia đình mình khá giả lên bao nhiêu hay sao? Lại có đồ ăn tươi ngon mỗi ngày. Cứ như mình làm cái nghề nông vất vả sớm khuya, khắc nghiệt cả năm mới được mấy bao gạo khô, chả ăn thua gì cả. Cứ cố hữu theo nghề của cha ông để lại thì biết bao giờ mình mới giàu lên được. Thú thì chỉ là con thú, chứ có phải là con người đâu. Chúng nó sinh ra cũng chỉ để phục vụ cho con người cả thôi. Tài nghệ của tôi cũng ngày càng lên cao rồi, tôi phải tận dụng triệt để. Mình không sợ quả báo sẽ đến với gia đình chúng ta sao? Mình sống không làm phước cho bản thân thì cũng phải làm phước cho con chúng mình chứ. Phải khó khăn lắm mới có cu tí. Em không muốn đừng để con trẻ phải chịu tội. Ơ kìa, mình nói gì vậy? Ai làm thì người ấy chịu, cứ vì con trai tôi là phải gánh thay tôi. Này nha, đừng có mà xui mồm. Thằng bé là tất cả đối với cuộc đời tôi. Nó có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi đâu. Ông trời trên cao có thiên thì hãy nghe tôi nói đây. Có sao thì tôi chịu nha. Rách việc. Đừng nhiều lời nữa, mau mau lọc da con hươu ra trước, để tôi đem đến cho lão nhân. Rồi thì làm thịt bữa ngon cho hai cha con. Thằng bé đói rồi đấy. Này, tôi săn được tấm da hươu lớn. Hươu sao quý lắm đấy ông Nhân ạ. Thú giờ nó khôn rồi, không phải dễ gì mà bắt được đâu. Và cũng ngày càng nhiều kẻ muốn cướp miếng cơm của tôi. Ông xem xét,
rồi có gì liệu gửi cho tôi thêm một ít. Được rồi, anh yên tâm đi. Tài năng của anh không ai có thể phủ nhận được. Đấy chính là lý do đích thân tôi tìm đến anh, chứ không phải nhan nhản những người ngoài kia. Anh cứ chịu khó mang về cho tôi và những con thú quý hiếm. Càng quý hiếm thì càng giá trị, mà càng giá trị thì càng nhiều tiền. Và tôi nghĩ anh sẽ sống dư dả đến cuối đời nếu như anh đồng ý thương lượng với tôi phi vụ này. Có vụ gì vậy, lão nhân? Mỗi tuần anh hãy thu thập cho tôi số lượng da rắn nhiều nhất có thể. Mặt hàng này đang được các con buôn ưa chuộng, giá thu mua cao. Lúc đấy khéo ngân lượng đổ về như nước, anh có mà trở tay không kịp, lại quay sang trách ngược tôi đấy chứ. Ấy chết, không dám lão nhân. Tôi đồng ý, đồng ý. Ngày mai tôi sẽ bắt tay vào triển khai ngay. Sẽ có nhiều da rắn chất lượng mang về cho ông. Phải vậy chứ, tôi tin tưởng ở anh. Ngon quá cha ơi. Giỏi lắm, ăn nhiều lên con trai. Ăn nhanh rồi mau lớn nha. Tôi vừa sang gặp lão nhân, sắp tới có mối làm ăn lớn lắm. Mình liệu mà lo chuẩn bị hòm giữ của đi. Chỉ cần tôi thu thập nhiều da rắn nhất cho lão, chúng ta sẽ được sống sung sướng. Mình ơi, em đã khuyên mình hết lời rồi đó. Cũng không muốn vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ. Mình vẫn quyết định theo cái nghề này đó ạ. Chứ sao không? Mình thấy tiền trước mắt mà từ chối thẳng, quá ra kẻ ngu à. Này bộ Yahoo kia được tiền công gấp đôi đó. Quá đã. Mỗi người có một thời thôi, không tranh thủ là tiếc đứt ruột đấy vợ ạ. Hay, thôi thì tùy ở mình vậy, em cũng hết cách. Mẹ này giàu to rồi. Chà chà, hổ mang bạo chúa, có duyên nha người anh em. Nay chú mày gặp được ta, quả là may mắn đây. Ta sẽ tiễn nhà ngươi mau mau đoàn tụ với Diêm Vương. Hây da! Ây da, lại thêm một con rắn to tướng khác. Nay đúng vô mánh rồi, khơi khơi lại có nguyên ổ rắn thế này. Lại còn bảo vệ con à? Thế mày chết thay con mày đi nha. Tuyệt quá cha ạ. Bữa ăn này ngon nhất quả đất luôn. Cháu răng bộ lắm. Ăn nhiều vào con. À, răng, răng cắn con. Răng cắn con đau quá cha ơi. Mẹ ơi, con lạnh quá. Mẹ ơi, cứu con chết mất. Khắp người con ê ẩm như có hàng ngàn mũi dao. Con đau lắm. Con ơi, con sao vậy? Có lẽ con bị cảm đâm ra hoa mắt rồi. Tầm này cha con cũng sắp về, rồi cha sẽ đi mời thầy về chữa cho con. Ráng lên con ngoan của mẹ. Mình ơi, nhanh lên cứu con chúng mình với. Không rõ càng nguyên gì mà thằng bé lăn ra sốt. Giờ người con run lẩy bẩy, cứ kêu rát rồi đau nữa. Em không rõ con đau ở đâu. Răng cắn con đau quá cha ơi. Cứu con với. Con đau quá. Con đau quá. Hãy cứu con với. Xin tha. Xin tha cho cháu mà. Con ơi, con đau ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đã nói chuyện với ai thế? Con đừng làm cha sợ. Con ơi, gắng lên. Cha sẽ đi tìm thầy thuốc về ngay đây.
con nhất định phải đợi cha. Không, không thể nào. Không, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là tất cả là lỗi của tôi? Xin ngài tha tội, hãy để tôi chịu hình phạt này thay con tôi. Làm ơn, thằng bé còn quá nhỏ mà. Con đau quá cha ơi. Con ơi, cha đã hại chết con rồi. Ta đã gặp báo ứng thật rồi. Trời ơi. Bộ phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Lòng thương yêu sự sống của tác giả J.B. Talovic, người dịch Hòa Thượng Thích Trí Chơn. Chiếc bình rỗng. À, nóng quá đi mất. Hạn hán cứ kéo dài mãi thế này thì sớm muộn chúng ta cũng chết vì đói gì khác mà thôi. À, không biết chúng ta đã đắc tội gì với Thượng Đế để Thượng Đế trừng phạt chúng ta như vậy. Đã mấy ngày rồi tôi không được ăn cái gì hết đó, sắp kiệt sức đến nơi rồi. Tôi cũng có hơn gì anh đâu, cả ngày hôm qua vào rừng kiếm ăn mà chẳng có lấy nổi một quả khô. Thì muôn loài trong rừng đều đổ sâu đi tìm thức ăn, mà nguồn thức ăn thì có hạn, hết cũng là chuyện đương nhiên thôi. Chúng ta là hàng xóm còn được gặp nhau thường xuyên mà hàn huyên, chứ những người khác còn chẳng thấy mặt đâu nữa. Có khi chết đói cả rồi cũng nên. Cứ chờ đợi mãi không phải là cách. Chúng ta không thể để bị chết đói được, chúng ta phải chủ động thôi. Anh có cách gì sao? Nếu có thì chỉ cho tôi với, tôi cũng không muốn chết đói đâu. Tôi định lên núi một chuyến để tìm gặp sơn thần, cầu xin ông ấy ban cho ít đồ ăn để vượt qua cơn hoạn nạn này. Anh có muốn đi cùng tôi không? Ôi, được thế thì tốt quá, tôi sẽ đi cùng anh. Được, vậy thì lên đường ngay và luôn thôi. Mất cả mấy ngày trời mới leo lên được đỉnh núi, sao vẫn chưa thấy sơn thần đâu nhỉ? Hay sơn thần chỉ có trong truyền thuyết thôi? Chúng ta phải quỳ xuống thành tâm thì sơn thần mới hiện ra chứ, không ai ngồi đây sẵn để chờ đâu. Mau quỳ đi. Theo tôi biết á, thì núi đá nhỏ này chính là nơi ở của sơn thần đấy. Có một chút hy vọng cũng phải thử. Hạn hán kéo dài khiến muôn thú trong rừng đang chết dần chết mòn vì đói. Khẩn xin sơn thần hãy rủ lòng thương ban cho chúng con một ít thức ăn. Chúng con đội ơn ngài vô cùng. Xin sơn thần hãy thương tình chúng con đã không quản ngại đường núi hiểm trở lên đến tận đây để gặp người mà bố thí cho chúng con ạ. À, sơn thần hiển linh rồi. Xin sơn thần hãy giúp chúng con ạ. Chúng con thành khẩn cầu xin người. Ta thấy hai người rất có lòng nên ta sẽ niệm tình giúp đỡ. Ôi, thế thì tốt quá ạ. Chúng con cảm tạ ngài. Các người chớ vội mừng. Đây là hai chiếc bình, một cái có đầy đồ ăn bên trong, một cái không có gì. Các người chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Nếu như chọn sai thì các người phải chấp nhận mang bụng đói đến hết mùa hạn hán. Sao cơ? Chỉ được chọn một trong hai cái bình thôi hả? Hai cái bình này trông giống hệt nhau, làm sao biết được bên trong cái nào có cái nào không chứ? Có được cầm lên để kiểm tra không ạ? Tất nhiên là không rồi. Các ngươi chỉ được quan sát bên ngoài mà thôi. Một khi đã nhấc lên thì chiếc bình đó sẽ thuộc về các ngươi. Thế thì làm sao mà biết được ạ? Sơn thần, ngài làm khó chúng con rồi. Người có thể cho chúng con một gợi ý được không ạ? Ta chỉ để hai chiếc bình ở đây thôi và sẽ không nói gì cả.
tất cả phụ thuộc vào số mệnh của hai người. Hai người hãy tự mình quyết định đi. Ta giúp như vậy là tốt lắm rồi. Biết chọn cái nào bây giờ? Nếu như chọn nhầm, chúng ta sẽ mất hết cơ hội. Chẳng lẽ lại chấp nhận hên xui hả? Không được. Một khi đã chọn thì phải chọn đúng. Không thể phó mặc hên xui được. Chúng ta đã mất công lên tận đây, không thể về tay không được. Vậy anh có cách gì để nhận ra cái bình nào chứa đầy thức ăn không? Tôi nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy nó khác nhau ở điểm gì hết. Chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Sơn thần có lẽ đang muốn thử thách tài trí của chúng ta mà thôi. À, có cách rồi. Thế nào, trong hai cái bình này, các ngươi chọn bình nào? Mau quyết định đi. Ta không có nhiều thời gian cho hai ngươi đâu. Nếu không đưa ra quyết định, cả hai chiếc bình sẽ biến mất mãi mãi. Bình nào bây giờ? Anh Cáo, nói gì đi chứ? Thưa Sơn Thần, còn thấy hai chiếc bình này đều là hai chiếc bình trống không? Chẳng bình nào là bình có thức ăn cả. Ngài chỉ đang lừa chúng con mà thôi. Hả? Anh nói sao cơ? Đều là bình rỗng hả? Đúng, đây là hai chiếc bình rỗng. Ngươi lầm rồi, không phải như thế. Ta chính là chiếc bình đựng đầy thức ăn đây. Hả? Nó lên tiếng kìa. Ngươi chắc là ngươi chứa đầy thức ăn chứ? Đúng vậy, ta không phải là chiếc bình rỗng. Thưa Sơn Thần, con xin chọn chiếc bình này. Hả? Sao lại thế? Khá lắm, ngươi đã chọn rồi thì hãy giữ lấy chiếc bình đó đi. Ta hy vọng các ngươi sẽ sớm vượt qua được cơn nạn này. Sao anh lại chọn chiếc bình này? Chẳng phải chiếc bình kia nó mới chính là chiếc bình đựng đầy thức ăn sao? Anh cứ mở bình ra rồi sẽ rõ. Ôi, tuyệt quá. Đúng là rất nhiều đồ ăn. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy. Tôi cố ý nói hai chiếc bình đó đều là bình rỗng để kích động bọn chúng mà thôi. Quả nhiên, chiếc bình rỗng thật đã lên tiếng. Và tôi biết chắc chiếc bình còn lại là bình đầy thôi. Bởi vì chỉ có những kẻ trống rỗng mới sợ người khác bảo mình trống rỗng. Do vậy mới vội vàng thanh minh. Còn những kẻ bên trong đủ đầy thì ta có nói gì nó cũng sẽ không quan tâm. Ôi, anh Cáo, anh thật là thông minh. Nếu không có anh thì hôm nay chúng ta lại đói rồi. Có lẽ Sơn Thần không muốn cho chúng ta một cách dễ dàng như thế nên mới bày ra phép thử này. Tốt rồi, chúng ta mau mang chiếc bình này về thôi. Hy vọng chỗ thức ăn này có thể giúp chúng ta vượt qua được đợt hạn hán này. Chị dâu ngoại tình. Mời vào. Anh Auden, em tới rồi ạ. Anh có đang bận không? Là Min hả em? Em vào đi. Anh vừa mới khám cho bệnh nhân xong nên anh được nghỉ ngơi một chút. Em cứ vào tự nhiên đi, đừng ngại. Dạ vâng ạ. Anh Kieran nhờ em qua lấy đồ anh ạ. Chắc là anh ấy cũng đã nói trước với anh là lúc đi làm về em sẽ qua phòng khám rồi nhỉ? À, nó hỏi dạy anh chút tiền. Chắc qua đây sợ anh mắng nên nó tìm cớ để em qua lấy đấy. Anh còn lạ gì tính của em trai mình. Cái thằng này càng lúc càng láo cá không ai bằng. Em cầm đi. Dạ, em cũng không rõ thế nào. Em cảm ơn anh ạ. Thôi, em về nhé. Em còn phải qua siêu thị mua chút đồ nữa. Mà cũng muộn rồi, anh chưa về sao ạ? Ừ, từ giờ này trở đi phòng khám mới nhiều việc. Không có anh, bọn họ khó xoay sở. Tạm biệt em nhé. Min ơi. Ô kìa, Lily đấy à. Sao cậu lại ở đây? Đã lâu rồi không gặp cậu rồi nhỉ?
hình như cũng phải vài năm trôi qua rồi ấy. Ừ, đúng rồi, tại cậu ẩn giật lâu quá đấy. Mỗi lần lớp mình tụ tập đi chơi đâu đó thì cậu thường bận chuyện này chuyện nọ không đi được. Chứ bạn bè lớp đại học của chúng ta vẫn thường gặp gỡ nhau thường xuyên mà. Ừ, đã mấy năm rồi mà cậu qua đây làm gì thế? Đây là phòng khám của anh trai anh Kieran. Thật vậy ư? Hôm nay mình mới biết anh Orden là anh chồng của cậu. Anh Orden, giám đốc phòng khám, là đối tác của nhà mình. Vợ chồng mình với anh ấy là chỗ làm ăn thân thiết. Mình đang đợi chị Amy cùng đi làm móng tay đây. Cậu đi cùng nhé. À, ra là vậy. Mình còn có việc ở đây một lúc nữa. Ừ, mình tưởng nếu cậu còn ở nhà cũ thì tiện xe đây, mình đưa cậu về. À, không, cậu cứ đi với chị dâu mình đi. Đằng nào mai vợ chồng mình cũng qua nhà anh chị ăn tối, nên để mai gặp luôn một thể cũng được. Mọi người nói chẳng có sai, đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lily và chị dâu của mình thật may mắn vì có chồng giỏi giang thành đạt. Còn mình, vài năm sau hôn nhân, vẫn đi xe bus, vẫn ở trong căn nhà chật hẹp. Em về rồi đấy à? Hôm nay anh được về sớm, anh đã vào bếp làm món thịt xào mà em thích nhất đấy. Em có ngửi thấy mùi thơm của hành phi xen lẫn với mùi thịt chín vừa tới không? Lại là thịt xào, em đã ăn món đó đến phát chán lên rồi. Anh về sớm, tại sao anh không qua phòng khám mà gặp anh trai của anh đi? Em mà biết anh vay tiền anh ấy thì còn lâu em mới tới, thật mất mặt. Thì ra là em giận anh chuyện này ư? Anh không muốn gặp anh Orden vì anh ấy cứ đề cập đến việc để anh về phòng khám làm, mà anh thì không hề muốn vậy. Cái gì cơ? Trời ạ, à, đó là phòng khám trả lương cao nhất thành phố hiện nay. Người ta thì muốn xin vào không được, còn anh trai ruột mời về thì lại từ chối. Em thật không hiểu nổi anh muốn gì. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu có thiếu thốn, lương cao để làm gì nếu như phải đánh đổi toàn bộ thời gian dành cho gia đình. Anh vẫn đang cố gắng làm thôi, công việc văn phòng bình thường, hết giờ làm thì về nhà thanh thản ở bên em là được rồi. Biết ngay, thế nào anh ấy cũng nói như vậy mà. Đó, em thấy chưa? Anh đã bảo chỉ là sang nhà anh chị thôi, mà em mua rõ là nhiều quà. Chỉ khổ anh tay xách nách mang cả đoạn đường dài. Mà anh chị ấy có nhớ gì chuyện đã mời mình sang dùng bữa đâu cơ chứ? Có như vậy mới thể hiện rõ lòng thành. Xách có mấy giỏ hoa quả và bia thôi mà anh cũng kêu lên kêu xuống. Trong khi anh đang kêu ca như thế thì anh trai anh đang miệt mài kiếm tiền ở phòng khám kia kìa. Anh em mỗi người một tính, anh vẫn luôn không ủng hộ cách kiếm tiền bạc mạng của anh ấy một chút nào. Như chị giúp việc vừa nói, đã mấy hôm rồi không nhìn thấy mặt ông chủ đó. Anh cứ đủ dư giả mà có tiền thuê giúp việc như người ta đi. Có điều kiện mà mua căn biệt thự có sân vườn lớn thế này đi. Tôi cũng sẽ chẳng cằn nhằn mà gây áp lực cho anh nữa. Còn bây giờ... Kìa Min, nhanh lên em. Dừng lại, anh nhìn xem, kia có phải là chị Amy không? Người đàn ông đi cùng chị Amy là ai vậy? Đó không phải là anh Orden. Anh làm sao thế? Người đó đương nhiên không phải là anh Orden rồi. Người này cao to lực lưỡng thế kia cơ mà. Trời ạ, chị dâu có nhân tình bên ngoài hay sao? Người đàn ông kia với chị dâu trông tình tứ quá. Họ vừa ôm nhau đấy, anh ta còn hôn lên trán chị Amy nữa. Họ là ai thế? Người nhà của em sao? Là em chồng của em. Hình như họ đã nhìn thấy chúng ta rồi. Em phải nói gì bây giờ? Nhất định chúng ta phải bịt miệng họ lại mới được. Không thể để chuyện này lộ ra đâu anh ạ. Chị Amy, hai em tới chơi, sao không gọi báo trước cho chị một tiếng? Đây là bạn thân, cũng là khách hàng cung cấp vật tư tại công ty riêng của chị.
bọn chị thân thiết quá nên vậy thôi. Các em đừng hiểu lầm nhé. Thôi, anh về đi. Hôm tới ký hợp đồng, em sẽ nói nhân viên chuyển qua cho anh. Nếu có thắc mắc gì thì bên anh cứ gửi kèm văn bản qua email cho em nhé. Ừ, được rồi. Thôi, chào mọi người, tôi về nhé. Hôm bữa gặp ở nhà hàng, anh chị hẹn tụi em tối thứ bảy sang nhà chơi. Nhưng có lẽ là anh chị có công chuyện lu bu nên quên rồi thì phải. Hôm nay chắc có việc phát sinh nên chị và anh đều không có ở nhà. Ôi, sao chị lại có thể quên hẹn với các em được nhỉ? Dạo này anh O đến bận, còn chị thì cũng nhiều việc nên quên mất. Hai em vào nhà đi. Dạ thôi ạ. Hôm nào chúng em qua sau. Chị ra ngoài về cũng muộn, chắc đã mệt rồi. Chị nghỉ ngơi sớm nhé. Ờ, được rồi. Hai em về cẩn thận. Đường về ngoại ô tầm này hay có sương mù lắm đấy nha. Dạ vâng ạ. Chị Amy, em về nhé. Phải tìm cách để họ không nói chuyện này cho chồng mình mới được. Chuyện này mà lộ ra, Odin sẽ nổi điên lên mất. Thực ra mình qua lại với David vì mình cần người tâm sự và chia sẻ, chứ đâu muốn ly hôn và gia đình tan nát. Chị ta ngang nhiên ngoại tình ngay trước cổng nhà hay sao? Thậm chí thấy chúng ta rồi mà vẫn còn nói dối. Lý do đưa ra đến một đứa trẻ con cũng không thể tin nổi. Càng nghĩ đến bộ dạng thản nhiên của chị ta khi nãy là anh lại càng bực. Bực đến không thể chợp mắt được em ạ. Cũng có thể vì nghĩ trong nhà không có ai nên họ mới thoải mái thể hiện tình cảm như thế. Nhưng đúng là chị ấy cũng to gan thật, còn dám ngang nhiên thể hiện tình cảm với người tình ở trước cửa nhà. Chỉ khổ cho anh Odin, trong khi quần quật vất vả làm ngay làm đêm thì vợ lại đi tằng tiểu với người khác. Anh phải làm gì đó để cho chị dâu một bài học mới được. Không thể để chị ta cắm sừng anh trai ruột của mình như thế. Chị Amy, chị đợi em đã lâu chưa? Nhận được tin nhắn hẹn của chị. Em vừa được nghỉ trưa là chạy ngay qua đây đó. Nhưng vẫn trễ vài phút, chị thông cảm nhé. Ừ, không sao đâu Min. Chị đến đây từ sáng, nhưng không gọi em sớm, sợ làm phiền công việc của em. Bình thường chị Amy rất cao ngạo, hôm nay lại làm vẻ xuống nước thế này. Chắc chắn chuyện chị ấy ngoại tình là thật rồi. Nhưng mình đang thắc mắc, không biết chị ấy định làm gì đấy nhỉ? Hôm nay chị đến gặp riêng em để thú nhận chuyện tối qua, cũng xin hai em đừng nói với anh Odin. Chuyện này chị không được chồng quan tâm và yêu thương chiều chuộng như em. Anh trai các em quanh năm chỉ mãi mê công việc, khiến chị cô đơn mới tìm đến người đàn ông đó. Nhưng dù thế nào thì chị cũng không nên làm như vậy. Không ai ủng hộ việc chị ngoại tình cả. Chị hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này. Xin em đừng nói, cũng như thuyết phục chồng em không tiết lộ bí mật. Chị sẽ nhượng 10% cổ phần phòng khám cho các em. 10% ư? Lợi tức hàng tháng thu về từ số cổ phần này quả là một số tiền lớn. Em cầm tờ hợp đồng chuyển nhượng này về bàn bạc lại với Kieran nhé. Chị sẽ không gặp lại anh chàng kia nữa, chị hứa đấy. Sau chuyện hôm qua, chị thật sự rất sợ anh trai của các em biết chuyện. Anh ấy mà biết thì chị không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa. Anh Odin sẽ không tha thứ cho chị đâu. Chuyện là vậy đó. Còn bây giờ anh định làm thế nào? Không nói thì tội anh Odin quá. Còn nếu nói, chúng ta sẽ không được chia 10% cổ phần phòng khám nữa đâu. Chỉ là 10% cổ phần đã khiến em bị dao động như vậy rồi sao? Phòng khám là do anh chị khổ công gầy dựng, mình có góp chút sức lực nào đâu mà lại đòi chia cơ chứ. Em... Tuy nhiên, anh cũng đã quyết định sẽ không nói với anh Odin. Như vậy là sao?
Thực ra, ngay tối qua, sau khi em ngủ, anh đã tìm đến phòng khám của anh Onden. Khám chữa bệnh cho mọi người là tâm huyết cả đời của anh ấy, nên không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Chị Amy là vợ cũng nên thấu hiểu cho anh ấy. Chưa kể, anh ấy cố gắng kiếm tiền cũng chỉ để vợ con có một cuộc sống sung túc đủ đầy. Anh vốn định nói chuyện chị dâu ngoại tình, nhưng khi vô tình nhìn thấy các chị Amy chăm sóc anh trai, anh cảm nhận chị ấy vẫn còn thương anh Onden. Chỉ là bị chồng bỏ quên lâu ngày nên chị ấy rất cô đơn và cần người chia sẻ. Nếu nói ra bây giờ, gia đình anh ấy sẽ tan nát, các cháu sẽ thế nào? Cứ cho là chị ấy chỉ cảm nắng nhất thời, nhưng còn người đàn ông kia thì sao? Anh ta có đồng ý chấm dứt với chị Amy không? Em cứ yên tâm, anh đã tìm hiểu và biết anh ta chính là chồng của Lily, cô bạn cũ của em. Anh nói sao? Anh ta cũng vẫn còn yêu thương và quan tâm vợ con. Anh đã gặp anh ta, anh ta nói sẽ không bao giờ có chuyện bỏ gia đình để đi theo chị Amy cả. Anh sẽ thuyết phục anh Onden tìm thêm nhiều bác sĩ giỏi cùng gánh vác công việc ở phòng khám, để anh ấy dành thêm thời gian cho gia đình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ. Vậy mà bấy lâu nay em cứ nghĩ cuộc sống của Lily hay chị Amy là hạnh phúc lắm. Bữa ăn do chính tay chồng nấu thật ấm áp. Mình có một người chồng tuyệt vời mà vẫn cứ luôn miệng chê bai. Cuộc sống thiếu thốn vật chất mà hạnh phúc còn hơn khiên cưỡng ở bên nhau chỉ vì vật chất. Mình sẽ không gây áp lực kinh tế với chồng để xảy ra tình cảnh như anh và chị dâu nữa. Thời gian không thể quay lại. Đẹp quá anh ơi, con đường thật là thơ mộng. Như chuyện tình hai ta phải không em? Nhưng em thì không thích chuyện tình thơ mộng mãi đâu. Em muốn xây dựng nó thành một hạnh phúc thiết thực hơn. Em muốn gì cũng được. Anh chỉ mong sớm đến ngày chúng ta cưới nhau. Cưới em rồi, anh sẽ không còn lo nữa. Lo gì chứ? Còn em lo lấy nhau rồi, anh có còn đèo em đi chơi thế này nữa không? Tất nhiên là có chứ, anh sẽ đèo em đi chơi. Cho đến lúc chúng mình già không đi được nữa thì thôi. Chà, đến nơi rồi. Đây là nhà của anh đấy hả? Em vào nhà đi. Em thấy không tự tin. Em yên tâm, mẹ của anh hiền lắm. Em vào nhà nào. Thôi, hay là để lần khác vậy anh? Thôi nào, cứ lần lửa mãi đến bao giờ. Anh muốn giới thiệu em sớm với gia đình anh. Trước sau gì cũng gặp mà. Đi, vào đi em. Có anh ở bên, tự tin lên. Có gì anh nói đỡ cho em, lo gì. Hai đứa ngồi chơi, để cô vào gọt hoa quả. Dạ, cô để cháu vào gọt cho ạ. Đó là cô bé mồ côi nhà nghèo mà con vẫn thường hay nhắc đấy ạ. Nhớ lời mẹ dặn đấy, con đang còn trẻ, yêu đương cũng được, nhưng chỉ yêu thôi. Mọi sự của con đều có mẹ sắp đặt, nên đừng để con bé tưởng bở gì đấy. Kìa mẹ. Hai đứa cứ ngồi chơi, ba có việc phải làm bây giờ. Con yêu Mai, con không lấy ai ngoài cô ấy đâu. Xin mẹ đừng ngăn cản con. Mẹ phải nói bao nhiêu lần con mới chịu hiểu hả Phúc? Mai nó không phù hợp với gia đình mình, con hiểu không? Chuyện lấy vợ không phải chuyện riêng của một mình con. Con nên nghĩ cho thể diện gia đình mình một chút chứ. Con vẫn tin vào quyết định của mình. Mai tuy mồ côi, nhưng cô ấy cũng học hành tốt và ngoan ngoãn không kém ai. Con đừng có cứng đầu. Nuôi con từ bé đến lớn, chưa thấy con cãi mẹ bao giờ. Thế mà giờ, vì cái con bé Mai đó, con dám cãi mẹ. Nhưng mẹ thừa biết con rất yêu Mai. Con chưa yêu ai như thế cả, và con chỉ muốn cưới Mai thôi. Không nhân nhị gì hết.
lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Các cụ ta đã dạy bảo từ xưa đến nay thế rồi. Gia thế nhà ta không thể lựa chọn con dâu bừa bãi được. Đó là quan điểm thời xưa rồi, mẹ cứ dinh vào đấy làm gì? Con và Mai tìm hiểu và đến với nhau bằng tình yêu, chẳng lẽ mẹ không muốn con hạnh phúc sao? Hạnh phúc dựa vào nhiều thứ lắm, không chỉ tình yêu đâu. Mẹ mày sống từng này tuổi rồi, biết rõ lắm. Nên con nghe theo mẹ, cây Mai không hợp với nhà mình. Con mặc kệ đấy, con không thể xa Mai đâu. Cái gì? Trời ơi, mẹ phải nói thế nào thì con mới hiểu được hả Phúc? Mà mẹ nói con biết, xưa nay mấy đứa con gái nhà nghèo thật dụng ghê lắm, cứ bám lấy ai giàu có mà theo đấy. Chắc gì đã yêu đương thật lòng, không khéo con bị con bé Mai đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi cũng nên. Mai không phải là người như vậy đâu mẹ ơi. Mẹ cứ tiếp xúc với cô ấy nhiều, mẹ sẽ hiểu về con người cô ấy. Thôi, mẹ không muốn nói nhiều nữa. Nếu con vẫn tiếp tục yêu và tiến tới với con bé đấy thì coi như ba mẹ này đã chết rồi. Mà mẹ cũng chỉ có mình con. Con làm thế, mẹ cũng không thiết sống gì nữa đâu. Kìa mẹ, mẹ. Anh đi du học về, có sự nghiệp trong tay rồi, thì lúc đó gia đình không thể quản được chuyện tình cảm của anh nữa. Mẹ cũng đã hứa với anh rồi, em nhất định phải đợi anh nhé. Liệu khi đó mẹ có đồng ý không? Hay là... Em yên tâm, anh chỉ muốn cưới em. Vì vậy, dù bao lâu, nhất định anh vẫn quay về cưới em. Hãy vững tin và tin ở anh. Vâng, em tin, em sẽ đợi anh. Bốn năm sau. Anh cho em tới hẻm Hòa Bình nha. Dừng. Cô Mai chuyển đi lâu rồi chú ạ? À, chừng cũng 4 năm rồi thì phải. Chúng tôi không có liên lạc gì với cô ấy cả. Cô ấy đã có gia đình rồi sao? Có phải sự thật như những gì mắt mình vừa thấy không? Ôi không, mình không muốn tin. Tại sao Mai lại phụ bạc mình? Tại sao chứ? Mình đã dặn là chờ mình kia mà. Sao con về muộn thế? Mẹ chờ con mãi. Cứ tưởng con xuống sân bay cách đây mấy tiếng rồi chứ. Gọi điện cho con không được, mệt lắm không con? Con xin lỗi, con đến tìm Mai, nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Con mất tin tức của cô ấy ngay khi đi nước ngoài một năm. Tại sao lại thế hả mẹ? Vừa về đến nơi, con đã đi tìm Mai rồi hả? Con sốt ruột nên đến tìm cô ấy luôn. Xin lỗi mẹ. Con cứ nghỉ ngơi đi đã. Ngày đó trước khi đi du học, mẹ hứa ở nhà sẽ thường xuyên liên lạc chăm sóc Mai giúp con mà. Tại sao mỗi lần con hỏi về Mai, mẹ đều im lặng hoặc lảng tránh? Thực ra mẹ không muốn giấu con, nhưng nói ra sợ con buồn. Cái Mai à, nó chờ con không được, đã đi lấy chồng rồi. Nghe đâu lấy chồng giàu có lắm. Mẹ cũng không gặp nó từ ngày ấy. Mẹ, mẹ nói thật chứ? Đúng là thế con ạ. Sao có thể như thế được? Con không tin. Chúng con đã hẹn ước với nhau trước khi con đi du học rồi cơ mà. Mai không phải là người bội ước như vậy. Mẹ sao phải nói dối con? Con ạ, 4 năm tuy không dài nhưng cũng đủ thay đổi một con người, nhất là những thứ sang trọng mà người ta khao khát. Mẹ không muốn con lãng phí thời gian thêm nữa. Con hiểu ý mẹ không? Mẹ đã làm gì cô ấy phải không? Mẹ vốn không ưa cô ấy mà. Sao con lại nghĩ xấu về mẹ như thế? Trong khi con bé Mai đấy, nó là người đã phản bội con. Con đúng thật là... Con xin lỗi, chỉ vì con quá đau buồn. Con xem, vừa mới bay từ nước ngoài về sau bao năm, con không về nhà mà chạy đi tìm cô gái đó ngay. Rồi để nhận được gì?
là sự phản bội đấy, con biết không? Con nhìn lại xem, bây giờ ai là người bên cạnh con? Nuôi con lớn khôn để rồi thế này đây. Những lời nói của con thật sự quá đau lòng cho sự chờ đợi của mẹ. Một thời gian sau. Cô nhớ hoàn tất hợp đồng cẩn thận nha. 9 giờ sáng nay chúng ta sẽ gặp đối tác. Con uống cốc nước hoa quả rồi hắn đi làm. Công ty nhà ta từ ngày có con tiếp quản càng ngày càng phát triển. Mẹ tự hào về con lắm. Đó là nhờ công chỉ dạy của mẹ. Con trai mẹ tài giỏi nữa chứ. Cứ như thế này mẹ nỡ mày nỡ mặt lắm đó. Con có biết không? Thôi, con phải đi đây, kẻo muộn. Con đi đi. Nó cứ thế này thì có phải mừng không? Đúng là bao công sức mình đã bỏ ra cũng xứng đáng lắm. Không muốn báo với cô điều này, nhưng cũng không muốn cô phải mất thời gian chờ đợi. Tôi đến đây để nói với cô rằng thằng Phúc nhà tôi đang chuẩn bị cưới vợ rồi. Cô hãy quên nó đi. Bác nói thật ư? Tôi cất công đến đây để nói khống với cô sao? Mà thật tình cô và nó hai hoàn cảnh trái ngược nhau. Cô không phù hợp với thằng Phúc nhà tôi đâu. Cô nên nhận biết điều đó từ sớm mới phải. Cháu yêu anh Phúc thật lòng. Anh Phúc cũng thế bác ạ. Tình yêu của chúng cháu hoàn toàn trong sáng, không có chút vụ lợi trong đó. Xin bác đừng hiểu lầm, tội cho cháu ạ. Thì nào, tôi có bảo cô và thằng Phúc không yêu nhau thật lòng? Chỉ là tình yêu thôi không chưa đủ. Vả lại, giờ thằng Phúc cũng có nơi có chốn rồi. Đàn ông mà, nói yêu đấy, nhưng sau đó gặp người khác vừa đôi phải lứa hơn là quên ngay ấy mà. Thật ư bác? Tôi cũng là đàn bà con gái. Tôi khuyên thật, tuổi xuân có thì, đừng đợi chờ làm gì rồi thì lại lỡ dở, đến lúc đó trách ai. Thôi, tôi cũng nói từng đó, hẳn cô hiểu cả rồi. Chào cô, tôi về. Chuyên tâm vào công việc thế này mới đúng là con mẹ chứ. May mà con cũng đã quên con bé Mai ấy. Giờ cũng đến lúc mẹ tìm cho con một mối môn đăng hộ đối rồi. Thưa anh, đây là địa chỉ em tìm được. Em có đến và thấy người đó giống như người trong ảnh anh đưa cho em đấy ạ. Cảm ơn cậu. Tôi muốn một lần đối mặt với em cho ra lẽ. Rất muốn biết tại sao em lại thay đổi, dội quên đi lời ước hẹn của chúng ta. Em đã làm tan nát trái tim tôi. Anh có đi nhầm đường không vậy? Không đâu ạ. Tôi đi theo đúng như địa chỉ trong giấy đó ạ. Sao lại thế nhỉ? Mình lại cứ tưởng là cô ấy ở khu giàu có chứ nhỉ? Quá ra em bán rẻ lương tâm để đi đến nơi này sao? Cuộc sống xa qua với ông chồng giàu có của em là khu ổ chuột này sao? Đàn bà thật độc ác. Đi thôi, đưa tôi về công ty. Mình không vào đó nữa à? Thôi, như thế này là tôi đủ hiểu rồi. Tìm hiểu sâu hơn chỉ tổ đau lòng. Này, thần thái của cậu dạo gần đây khá khẩm lắm. Chuẩn bị lấy vợ đi thôi, chứ cứ định làm FA mãi thế này sao? Đẹp trai, nhà giàu, đại gia, chọn đâu chẳng được vợ mà cứ kén. À, cũng phải kén chứ. Gớm đẹp đẽ lắm mà còn bày đặt. Chủ quán đâu? Tính tiền. Hóa ra cô ấy là người đàn bà biến chất. Nay cặp người này, mai cặp người kia. Thật dơ bẩn. Thế mà bao lâu mình vẫn luôn đau đáu nghĩ về cô ấy và trách mẹ. May thay, mình đã trách lầm mẹ.
Trời ơi, Mai, mẹ, Mai, Mai ơi, tỉnh lại đi em, Mai ơi. Mẹ đang qua đường, không để ý có chiếc xe đi tới. Cô ấy ngoài người đẩy mẹ bắn ra, thì ra là cô Mai. Mẹ xin lỗi. Mai, đừng bỏ anh. Anh sai rồi. Trời ơi, sao lại oan gia thế này? Mẹ sợ con mủ nên vội vã đến đưa giấy tờ cho con. Nào ngờ là tại mẹ tất. Con chúng ta, anh làm ơn nuôi nó. Em nói gì? Mai ơi, con chúng ta sao? Em vừa nói gì vậy? Mai ơi, đừng bỏ anh. Mẹ dặn đưa cuốn sổ này cho bố. Hãy tha lỗi cho bố. Con trai, bố đúng như hình dung của con trong mỗi lần mẹ kể về bố. Ôi, con tôi. Mai ơi, giá như thời gian quay trở lại, anh có lỗi với em. Là lỗi tại mẹ. Mẹ cứ nghĩ mình là mẹ thì được quyền định đoạt hạnh phúc của con. Nào ngờ mẹ đã sai thật rồi. Phúc ơi, Mai ơi, mẹ biết Mai có con, nhưng vì danh dự, vì tự trọng bản thân đã phớt lờ và kiên quyết không chịu thừa nhận đứa cháu của mình. Mẹ ngàn lần sai rồi. Thời gian cũng không thể quay lại được nữa mẹ à. Con trai, bố có lỗi với mẹ của con thật nhiều. Từ giờ bố thay mẹ chăm sóc cho con nhé. Bố yêu con. Đứa con khác lạ. Hoàng Minh, nhất cậu rồi nha. 30 tuổi, sự nghiệp giả giang, con khôn, vợ thì đẹp như hoa hậu. Cậu lại nói quá rồi. Mình nghe nói vợ cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không có họ hàng thân thích, một mình lên thành phố lập nghiệp rồi gặp cậu đúng không? Đúng là chân dài lại gặp đại gia. Ông trời đúng giỏi xe duyên. Có mà chân dài đánh hơi thấy đại gia thì có. Mình và Hưng Ly gặp nhau trong công việc. Cô ấy trước khi gặp mình là một người đầy tự tin và bản lĩnh trong công việc. Chỉ từ một lần làm việc với cô ấy mà mình đã chủ động liên lạc. Khi biết được hoàn cảnh của cô ấy, mình lại càng khâm phục cô ấy hơn. Nhưng cậu cũng thừa nhận là cậu mê nhan sắc của cô ấy nữa đi. Cái này thì mình thừa nhận, vì cô ấy đẹp quá mà. Nhưng sắc đẹp đó là món quà thêm vào thôi. Mình vẫn yêu con người của cô ấy hơn tất cả. Thôi các ông đừng nói nữa, mắc công người ta lại khen vợ hết ngày mất. Trông kìa, kỳ lạ chưa kìa. Bố mẹ thì đều đẹp 1 9 1 10 thế kia, mà con gái họ lại không giống bố, cũng chẳng giống mẹ. Mọi người nhìn xem, con bé đó có cái mắt một mí, làn da ngăm đen, răng thì vẩu, mũi thì tẹt, nhìn không một nét nào từ bố hay mẹ cả. Thật kỳ lạ quá. Có khi nào Hoàng Minh bị cắm sừng không các cậu? Ý cậu là con bé không phải là con của Hoàng Minh đó hả? Các cậu đừng suy diễn tào lao nữa. Tào lao gì? Cậu nghĩ xem, con bé chắc chắn là con của vợ Hoàng Minh sinh ra, nhưng nó lại không giống mẹ bất cứ điểm nào. Thế thì chỉ có thể là nó giống bố hoàn toàn thôi. Nhưng các cậu nhìn xem, con bé không giống Hoàng Minh một điểm nào. Thế thì chỉ có thể là... Quả thực, con bé quá khác hai vợ chồng mình. Nhưng biết đâu là sinh lạnh của vợ hoặc mình thì sao?
Muộn thế này rồi, ai còn nhắn tin cho vợ mình nhiều vậy? Cái gì thế này? Tin nhắn từ số lạ. Điện thoại vợ mình lại cài mật khẩu. Vợ mình lâu nay chỉ ở nhà nội trợ chăm con. Bạn bè của cô ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mối quan hệ của cô ấy bên ngoài, mai cô ấy hẹn gặp người đàn ông nào đây? Nếu là bạn bè, người quen bình thường thì tại sao lại không lưu tên vào danh bạ mà lại hiện số lạ như vậy? Có gì mờ ám mới phải thế chứ. Anh làm cái gì thế? Anh đọc tin nhắn của em à? Sao em lại hốt hoảng như vậy? Em hốt hoảng bao giờ? Em chỉ đang hỏi anh thôi mà. Điện thoại em có cài mật khẩu, anh làm sao mà vào đọc tin nhắn được? Nhưng điện thoại em có điều gì mà anh không thể đọc được à? Em không có ý đó. Chỉ là mấy đứa bạn em đang nhắn tin nói xấu chồng ấy mà. Bọn em chỉ tám chuyện đùa vui thôi. Em sợ anh đọc được lại hiểu nhầm thôi. Ừ, không sao đâu. Tại sao cô ấy lại nói dối? Giám đốc, chuyện riêng hôm qua anh nhờ tôi điều tra. Tôi đã đi theo cô Hương Ly. Quả thực cô ấy hẹn gặp một người đàn ông ở quán cà phê à? Cái gì thế này? Thật không ra hệ thống gì cả. Trông họ thân thiết, gần gũi, cứ như là tình nhân ấy giám đốc à? Thế cậu đã điều tra ra người đàn ông ấy là ai chưa? Theo như tôi điều tra thì người đàn ông này là bác sĩ chính của thẩm mỹ viện Hoàng Mỹ. Và cô Hương Ly đang là khách hàng VIP tại đây. Tuần nào cô ấy cũng đến thẩm mỹ viện này 3-4 lần. Chuyện làm đẹp thì có cái quái gì gấp gáp mà phải gặp riêng bác sĩ ở ngoài, lại còn thân mật gần gũi thế này nữa. Tôi nghĩ quan hệ của họ không đơn giản đâu à. Có khi đến thẩm mỹ viện cũng chỉ là cái cớ để gặp nhau thôi giám đốc. Cậu nói xem, tôi đối với vợ mình có việc không tốt mà cô ta lại cắm sừng tôi như vậy. Hôm nay tôi phải hỏi cô ta cho ra lẽ mới được. Giám đốc, anh cứ bình tĩnh đi, đừng đánh rắn động cỏ. Phụ nữ đang ngoại tình thì họ có nhiều lý lẽ để chối cãi lắm. Để em theo dõi thu thập thêm bằng chứng để cô ta không thể chối cãi được. Được rồi, thưa ký lương, cậu hãy theo dõi thêm cho tôi. Có gì báo tôi ngay. Dừng, thưa giám đốc. À, em này, dạo này ở nhà có chán không? Thỉnh thoảng hãy đi thư giãn, spa, thẩm mỹ viện, làm đẹp chẳng hạn. Không, không. Em cần gì phải đi thẩm mỹ viện chứ? Anh thấy em xấu đi rồi à? Nghe đến thẩm mỹ viện là cô ta giật mình, như trúng tim đen vậy. Ồ, không, chỉ là anh muốn em có thời gian thư giãn thoải mái thôi. Bạn anh giới thiệu cho anh thẩm mỹ viện Hoàng Mỹ có vẻ uy tín. Để cuối tuần anh đưa em đi nhé. Không, em không đi đâu. Sao vậy em? Chỉ là vợ chồng mình đi thư giãn thôi mà. Dạo này anh cũng đau mỏi người lắm. Em không thích đi mấy chỗ đó. Thôi, em chịu anh, đi một lần đi mà. Anh quyết rồi đấy, cuối tuần anh đưa em đi. Em đã nói là em không đi đâu mà. Anh đừng ép em không thích đâu. Được lắm, cô sợ bị bại lộ chứ gì. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Một tuần sau. Một tuần qua, tôi đã theo dõi cô Hương Ly 24/24. Nhưng lạ lắm giám đốc ạ. Một tuần qua cô Hương Ly không hề gặp riêng vị bác sĩ kia một lần nào nữa. Sao lại như vậy? Họ không hề hẹn hò riêng sao? Cậu có theo dõi sát sao không đấy? Dạ, em đâu dám lơ là. Ngoài thẩm mỹ viện ra, họ gần như không có gì liên quan đến nhau. Vị bác sĩ kia cũng có vẻ là tiếp người của gia đình. Cứ tan làm là anh ta về thẳng nhà với vợ con. Sao lại thế được? Rõ ràng mười mươi là họ ngoại tình với nhau mà. Chẳng lẽ tôi đã quá đa nghi mà nghi qua cho cô ấy rồi sao? Nhưng giám đốc, Tôi lại phát hiện ra một chuyện này muốn báo với anh. Nó còn kinh khủng hơn đấy à. Hôm qua tôi phát hiện cô Hương Ly có đến gặp người này. Biểu hiện của cô Hương Ly khi đến đây rất khả nghi, lén la lén lút. Ông để ý kỹ gương mặt người đàn ông này đi ạ. Người này tôi chưa từng gặp bao giờ, nhưng trong ông ấy... Trời ơi, cậu có thấy ông ấy và con gái tôi trông rất giống nhau không? Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với giám đốc đây ạ. Người đàn ông này có hơi lớn tuổi, nhưng quả thực con gái ông giống hệt ông ta. Có khi nào... Trời ơi, sao cô ta dám làm những chuyện kinh khủng như vậy sau lưng tôi? Giám đốc, anh bình tĩnh đi. Thư ký Lương, giờ cậu giúp tôi đi làm xét nghiệm ADN của tôi và con gái mình ngay lập tức. Có kết quả, gửi ngay cho tôi.
Dân à, sau đó cậu tiếp tục theo dõi và điều tra mối quan hệ của vợ tôi với người đàn ông này. Tôi muốn biết tất cả về ông ta. Ông ta có gì hơn tôi mà cô ta dám phản bội tôi chứ? Dân, thưa giám đốc. Con gái, đây là họ hàng bên ngoại của chúng ta. Con nói chuyện với ông đi. Con có biết đó là ai đâu. Con ngại lắm, con không nói chuyện đâu. Sao con lại ngại? Chúng ta là một gia đình mà con. Cô đúng là thứ phụ nữ lăng loạn. Cô thật sự đã cắm sừng sau lưng tôi. Giờ cô còn muốn cho con bé nhận bố ruột của nó đúng không? Anh nói gì vậy? Cô còn định chối à? Tôi vốn không nghĩ nhiều khi con gái tôi càng lớn càng không một nét nào giống tôi và cô. Cho đến khi tôi thấy cô gặp gỡ người đàn ông có gương mặt y đúc con gái tôi. Cô giải thích đi, nó là con của ai? Con gái, con về phòng học bài đi. Mẹ và bố có chuyện phải nói với nhau. Vâng ạ. Em không biết anh đang hiểu nhầm chuyện gì, nhưng nó là con gái anh. Cô còn già mồm chối cãi sao? Để tôi có bằng chứng xác thực 10-10, xem cô còn gì để nói với tôi. Alo, tôi nghe. Đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi à? Con bé đúng là con của anh. Giám đốc à, tỷ lệ huyết thống là 99,99%. Cái gì? Vậy còn người đàn ông có nét giống con gái tôi mà vợ tôi lén lút gặp là ai? Tôi đã điều tra lai lịch của người đàn ông ấy và phát hiện ra một chuyện rất bất ngờ. Cô Hương Ly từng có trong hộ khẩu của ông ấy với quan hệ là bố con. Cái gì? Bố con sao? Dân à, điều này có thể lý giải vì sao con gái anh lại giống ông ấy. Anh thực sự chưa gặp bố vợ mình bao giờ sao? Hương Ly, chuyện này là sao em? Chẳng phải em nói là em là trẻ mồ côi sao? Bố, sao bố em lại vẫn còn sống? Anh đã cho người theo dõi em ư? Đúng, anh đã theo dõi em. Nhưng tại sao em lại nói dối anh? Chuyện em đi thẩm mỹ viện là gặp ai? Rồi chuyện bố, tại sao em lại có quá nhiều bí mật như vậy? Chúng ta có là vợ chồng không? Có lẽ đã đến lúc em phải nói tất cả sự thật với anh. Em cũng mệt mỏi lắm vì cứ phải nói dối anh. Thật ra trước khi gặp anh, em đã phẫu thuật hoàn toàn gương mặt mình để có thể trở nên xinh đẹp. Em nói cái gì? Anh có biết gương mặt của em trước kia thế nào không? Con gái chúng ta thật ra giống y hệt em trước kia. Thật là bất hạnh. Em bình tĩnh lại đi. Em kể cho anh nghe mọi chuyện đi. Trước khi gặp anh, em đã rất xấu xí. Vì sự xấu xí đó mà mọi cơ hội về tình yêu hay công việc em đều đánh mất. Em đã đưa ra một quyết định lớn của đời mình. Đó là đi vay một khoản tiền rất lớn và thực hiện hàng trăm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để cuối cùng có được gương mặt xinh đẹp này đây. Sau khi có gương mặt xinh đẹp, cuộc sống của em thuận lợi vô cùng. Em có công việc tốt, em tự tin và chăm chỉ làm việc để trả hết số nợ lớn kia. Và thật may mắn là em gặp được anh, có một gia đình hạnh phúc. Nhưng em biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận quá khứ đó của em, gương mặt thật của em, nên em đã giấu anh đến tận bây giờ. Em biết anh yêu em, lấy em, một cô gái tỉnh lẻ không gia thế, cũng chỉ vì gương mặt xinh đẹp này thôi. Nên em không thể để khuôn mặt này xuống sắc. Thời gian gần đây em liên tục đến thẩm mỹ viện để trùng tu lại. Em không muốn mình xấu xí vì em không muốn mất anh. Em là một đứa con gái bất hiếu vì em có gương mặt giống bố, nên em sợ anh sẽ phát hiện khi gặp ông ấy. Em đã nói dối anh là em mồ côi. Em cắt đứt mọi liên lạc với họ hàng và bạn bè cũ để anh không phát hiện ra quá khứ của mình. Điều duy nhất em có thể làm là lén đưa ba mẹ lên đây, chu cấp cho ba mẹ cuộc sống đầy đủ và lén lút gặp họ. Em biết
mình làm vậy là sai. Nhưng em đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Ai nói với em rằng anh yêu em chỉ vì em xinh đẹp? Ai nói với em rằng anh sẽ bỏ rơi em chỉ vì gương mặt và quá khứ trước kia của em chứ? Em biết không, khi anh gặp em quả thật rất xinh đẹp. Nhưng xung quanh anh lúc đó cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp vây quanh. Nhưng anh lại chỉ yêu em vì con người của em, vì em mạnh mẽ, thông minh và hiểu chuyện, khác tất cả những cô gái khác. Vì vậy, tình cảm đó sẽ chẳng có gì thay đổi, dù cho gương mặt của em có như thế nào. Thật sự là vậy sao? Và từ nay, xin em đừng bận tâm hay suy nghĩ gì nữa. Chúng ta chỉ cần thật lòng yêu thương nhau là đủ. Em xin lỗi, em thật là ngu ngốc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.